Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và chúng ta lại cùng gặp nhau trong một số tư vấn tiếp theo. Câu hỏi đến từ bạn Hằng Nguyễn. Anh ơi, máy em bị hard brick, mang ra hãng thì có nhận sửa chữa không? Anh tư vấn cho em chỗ nào sửa uy tín với. Em cũng mới dùng Xiaomi nên hơi ngáo máy Redmi Note 5 quốc tế. Hỏi lần thứ 6, fan của đam mê công nghệ, tư vấn mua điện thoại. Ok em. Cái trường hợp mà tự nhiên nó lăn ra bị treo logo hay là brick thì họ sẽ support miễn phí cho em luôn. Còn trường hợp em vọc vạch cái gì đó rồi là xung đột app hay là em rút máy hay là em linh ta linh tinh cài ROM các thứ á, mà bị treo logo á, thì mang ra họ vẫn support. Hên thì họ sẽ là không lấy phí, còn không thì cũng có thể họ cũng sẽ là lấy phí. Nhưng mà anh nghĩ đa phần thì họ sẽ là không lấy phí đâu, bởi vì chỉ cần mang cho kỹ thuật viên họ chạy lại phần mềm là vô tư mà thôi. Nhưng em lưu ý trường hợp này thì khả năng cao là em sẽ bị mất hết dữ liệu trước đó ở trên máy, bởi vì chúng ta chạy lại ROM hoàn toàn mà, thì không còn những cái dữ liệu cũ nữa. Nhưng mà trường hợp này thì nó cũng đơn giản thôi, không phức tạp hay là vấn đề gì nó nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng mà anh nghĩ em cũng có thể là thử factory reset bằng phím cứng á, em tắt nguồn máy hoặc là đợi nó hết pin hẳn, em cắm cho nó sạc lên tầm khoảng vài phần trăm pin. Lúc đó em sẽ là nhấn giữ những cái phím cứng, em vào recovery mode rồi sau là em factory reset xem có được không. Trường hợp mà nó không được thì lúc đó mới mang lên ha, cho nó đỡ tốn công. Câu hỏi đến từ bạn Linh Nguyễn. Anh ơi, em có tầm 4 triệu đồng, cần một chiếc máy chỉ chơi game tốt, chụp ảnh, mong anh tư vấn, chúc anh sức khỏe. Nếu như đối với hàng chính hãng tầm này thì em lấy con Realme 5 Pro. Con này thì anh thấy bán trên Tiki với mức giá tầm khoảng 4.1-4.2 gì đó thì ráng lên được tí xíu. Có chiếc máy game nó ngon hẳn và chụp ảnh nó cũng tốt luôn, và mức giá là 4 triệu đồng. Còn sách tay tầm này thì Redmi Note 8 Pro, game và chụp ảnh thì rất là best ở trong tầm giá này. Bản Siro, anh ơi, bây giờ mua Mi 8 Lite ở đâu? Mong anh trả lời. Mi 8 Lite thì giờ nó cũng tương đối ít rồi, bởi vì nó dòng máy ra mắt vào năm 2018, bây giờ thì vẫn còn. Anh thấy Tiki bán tầm khoảng dưới 4 triệu đồng thì anh nghĩ vẫn có thể là mua được chiếc máy này, nhưng mà em nên canh nó giảm còn tầm 3 triệu, hơn 3 triệu thì nên mua. Bởi vì anh thấy có một đợt là Tiki nó giảm còn tầm 3 triệu mốt á, bây giờ nó lên lại là 4 triệu mốt rồi. Và chiếc máy này thì nó chỉ đáng mua trong tầm dưới 3,5 triệu đồng. Bản là Zero Free Fire, em có tầm 3 triệu cố được à? Cần chiến Free Fire 2 năm, chỉ cần chơi game mọi thứ khác không quan trọng, mong anh tư vấn, chúc anh đạt được nút vàng. Tầm này thì lấy con Realme 5 đi, phiên bản 364 đang bán với tầm khoảng 3.090.000 đồng ở trên Tiki. Đó, chiến game phải nói rất là ngon lành, cành đào, con 665, pin 5K, màn hình lớn, đó, linh ta linh tinh. Câu hỏi đến từ bản là Hành Nguyễn. Anh ơi, con Redmi K30 5G Gaming lên kể vào ngày mấy và bao nhiêu ạ? Mong anh trả lời, chúc anh sức khỏe. Và kênh đạt được 500.000 sub. Em kênh anh ra clip lâu lắm mới comment nhanh, cảm ơn em. Thì cái dòng K30 chúng ta sẽ có 3 phiên bản. Một là K30 4G, nó sẽ có mức giá thấp nhất rơi vào tầm 4.9 triệu đến 5 triệu đồng tùy đại lý ha. Còn chính giữa là Redmi K30 5G. Con này thì nó trang bị con 765G, có modem 5G tích hợp sẵn, bán trong tầm từ 5,5 đến 6,5 triệu đồng. Đó, còn con thứ ba là K30 5G Racing Edition. Con này là phiên bản gaming của con K30 5G. Nó trang bị con là 768G. Con chiếc này thì ở trên chiếc Vsmart Black sắp ra mắt cũng sẽ trang bị. Hiện tại thì nó mới ra mắt ở bên Trung Quốc thôi, bán với tầm khoảng là 6 triệu, hơn 6 triệu đồng. Về Việt Nam thì còn chưa chắc ha, nhưng mà giá nó sẽ cao nhất so với hai con K30 kia. Bản là Khôi Cao Nguyên, bao giờ mới có bản là VOS 3.0 ở trên chiếc Vsmart Active 3? Thì thông tin anh nghe được là vào tháng 5 này này, trong tháng 5 này thì sẽ có. Thực sự mà nói thì anh cũng hơi buồn với cái vấn đề là VOS 3.0 ở trên con Active 3, bởi vì nó đã được đăng ký beta từ rất sớm, từ gọi là cuối tháng 3 đầu tháng 4 mà bây giờ thì nó vẫn chưa có, tức là phải trễ 2 tháng á. Đó, thì cũng hơi buồn bởi vì cái sự chậm trễ này của Vsmart. Câu hỏi đến từ bạn Tuấn Lê. Anh ơi, em định mua hai con chính hãng Oppo A91 và Vivo S1 Pro. Theo anh, con nào cam nó đẹp, hiệu năng mạnh, tư vấn cho em được không? Em nghe nói A91 ai cũng nói mau hết pin, mau anh tư vấn. 3 ngày nữa em mua rồi, thanh anh. Với trường hợp này thì anh vẫn thiên về con A91 hơn. Đó, bởi vì cơ bản mức giá nó cao hơn, hiện tại thì nó phải rơi vào tầm là 7 triệu đồng. Còn S1 Pro thì mức giá nó thấp hơn. Con A91 nó hơn ở cái mặt là về khả năng quay video. Quay video trên những cái dòng máy tầm trung của Vivo thì anh đánh giá nó khá tệ, nó không ngon một chút nào. Cũng như con A91 nó có cái option cấu hình có đôi phần là tốt hơn với con P70 8GB RAM 128GB bộ nhớ trong so với con 665 8128 ở trên cái chiếc Vivo S1 Pro. Cũng như nó sẽ có sạc nhanh VOOC là 3.0, sạc pin nhanh hơn so với lại là cái sạc nhanh kép
18W ở trên chiếc S1 Pro. Nhưng nói về cái mặt thiết kế thì anh lại đánh giá con S1 Pro nó đẹp hơn. Cho nên với trường hợp này thì nếu như em chỉ thiên về cái thiết kế đẹp đó, không kim loại hai mặt kính cường lực, thì lấy con S1 Pro là được rồi. Còn nếu như em muốn phải là có hiệu năng tốt hơn, có sạc nhanh hơn, có camera quay phim chụp nó nhỉnh hơn, thì sẽ lấy con A91. Bạn Quyên Hoàng, anh ơi cho em hỏi là sạc của con Realme 3 Pro có sạc được cho Realme 5i không? Sạc được, nó đều cổng là micro USB. Nhưng sạc thì nó chỉ sạc thường thôi, nó không phải là sạc vốc 3.0, bởi vì con Realme 5i nó không hỗ trợ vốc. Câu hỏi đến từ bạn ATCL, anh ơi cho em hỏi là em chưa mua hàng sách tay bao giờ, ngoài chế độ bảo hành ra em còn phải quan tâm đến gì nữa không? ROM tiếng Việt, CH Play, hàng sách tay có giảm footbox đập hộp hay tem niêm phong gì không? Để biết được hàng mới hay qua sử dụng, mong anh giải đáp, cảm ơn anh. Sách tay thì nó như chính hãng thôi, thì nó cũng sẽ là máy mới footbox lập hộp khi mà chúng ta chưa tháo ra đó. Vấn đề về ROM tiếng Việt, CH Play các thứ thì còn tùy từng dòng máy. Ví dụ như là đối với dòng máy Xiaomi sách tay thì nó không có sẵn tiếng Việt đó, và chúng ta buộc phải là unlock cài ROM mode vào thì lúc đó chúng ta mới có được là cái tiếng Việt hoàn toàn. Còn đối với những cái dòng máy sách tay đến từ Realme thì nó có sẵn tiếng Việt rồi, chúng ta chỉ cần cài thêm CH Play để mà dùng thôi. Còn nói về CH Play thì bất cứ cái dòng máy sách tay của Trung Quốc nào thì nó đều không có, như kiểu là Blackshark này, rồi là Redmi, rồi là Xiaomi, rồi là Realme, rồi là Vivo chẳng hạn đó, những dòng máy đó thì nó không có. Còn sách tay đến từ những cái hãng lớn như kiểu là LG, Samsung, rồi linh tinh thì có đó. Bạn Thiện Nguyễn, em đang phân vân giữa Realme X2 và K30 5G, nhu cầu game 2-3 năm sắp một rồi, mong anh tư vấn gấp, fan cứng của đam mê công nghệ. Cá nhân anh thì chắc chắn anh cũng chọn con K30 5G, nó ngon hơn hẳn. Kể cả nếu so Realme X2 và K30 4G thì đôi khi anh vẫn chọn là con K30, bởi vì một số những cái ưu điểm như kiểu là cái thiết kế nó cứng cáp chắc chắn hơn, nó đầm tay hơn, nó gọi là nó nam tính hơn, nó kiểu như vậy á. Hay là camera nó nhỉnh hơn ở một số những cái khía cạnh như kiểu là chụp macro, chụp xóa phông, và pin nó trâu hơn, sạc nhanh thì nó không bằng. Chứ chưa nói đến con K30 5G thì cái con chip của nó còn nhỉnh hơn đáng kể so với con là Realme X2. X2 từ khi em muốn là giá nó tiết kiệm hơn thì em mới mua mà thôi. Bạn Huỳnh Vũ, anh ơi cho em hỏi là con Oppo Reno 3 và Galaxy A51 thì nên mua con nào? Theo anh thì nếu như cùng một tầm giá thì nên lấy Reno 3, nó có nhiều điểm lợi thế hơn, bởi vì thứ nhất, cấu hình Reno 3 chắc chắn hơn nhiều so với con A51, nó trang bị con P90, con chip phải nói là còn mạnh hơn con P70, mà chỉ cần con P70 anh đã đánh giá nó cao hơn con 9611 Exynos ở đến chiếc A51 rồi. Chưa kể đến con Reno 3 nó có camera ống kính tele chụp tốt hơn, nó sẽ có là công nghệ sạc nhanh hơn. Còn về những cái mặt khác thì hai chiếc máy này thì nó cũng xem nhau, đều thiết kế vỏ nhựa này rồi đều đó, màn hình các thứ thì nó cũng xem nhau. Bản Phê Cần Thanh, anh ơi cho hỏi là con Realme C3i chơi Liên Quân được bao năm nữa à? Bật cấu hình thấp nhất, chúc anh sức khỏe thành công. Nếu như bật cấu hình thấp nhất thì nó vẫn chơi được tốt trong vòng 2 năm, bởi vì con G70 nó phải xem với con Snapdragon 660 đó. Và con chip này thì nó mạnh, nó không yếu trong phân khúc. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn là Gấu TD. Em mong anh tư vấn giúp em ạ. Em đang comment rất nhiều lần rồi, chúc anh ngày mới vui vẻ, có tầm 6 triệu đồng. Thích Xiaomi, theo anh 6 triệu Xiaomi gì ngon nhất? Còn nếu không phải Xiaomi thì 6 triệu con nào mạnh nhất? Nhu cầu chip khỏe mạnh, xài 2-3 năm, mong anh cho em lên sóng. 6 triệu Xiaomi ngon nhất là con Redmi K30 5G tính đến thời điểm hiện tại, bởi vì nó hầu như là hoàn hảo nhất về cấu hình, về màn hình, về pin, về camera, về thiết kế. Con 6 triệu đồng mà ngoài Xiaomi ra thì chúng ta sẽ có những cái con như kiểu là Realme này, X50M này, chúng ta có thêm là Vivo IQ 855, nhưng hai con máy này thì mức giá nó nhỉnh hơn 6 triệu và nó khó mua hơn, đặc biệt là con IQ 855. Bản Tuấn Gaming, anh ơi tư vấn giúp em, điện thoại 3,5 triệu đồng, nhu cầu phải điện thoại Xiaomi thiết kế nhỏ gọn, game Liên Quân mượt 2-3 năm, sạc nhanh, pin 4K, cũ sách tay đều được, học sinh tiền không nhiều, mong anh trả lời, chúc anh nhiều sức khỏe, fan của đam mê công nghệ. Với nhu cầu này thì anh thấy có một vài những cái chiếc máy sau. Đầu tiên là con Redmi Note 8. Note 8 thì thiết kế nó cũng tương đối nhỏ gọn đó, nó cũng cầm thoải mái trong lòng bàn tay, nó không to. Thứ hai là nó có pin 4K sạc nhanh này, cũ mới sạch tay thì đều ok trong tầm giá này này. Và nó có 18 tháng bảo hành đối với hàng chính hãng. Học sinh thì em nên mua hàng chính hãng cho nó yên tâm em ha. Thì đây là tổng hợp những câu hỏi nổi bật các bạn gửi về cho mình trong số tư vấn mua điện thoại lần này. Nếu thấy hữu ích hãy nhớ đừng quên bấm like, đăng ký tư vấn mua điện thoại để ủng hộ team mình. Đón chờ những số tư vấn về sau. Xin chào và hẹn gặp lại.